Trong cuộc chiến đấu tranh với các loại tội phạm hay đối mặt với đại dịch COVID-19, người chiến sĩ công an nhân dân luôn thể hiện rõ sự kiên định, quyết liệt, đấu tranh đến cùng để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Dù có mất mát, hy sinh, nhưng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân, lực lượng công an nhân dân vẫn nguyện chiến đấu và cống hiến hết mình. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8, chúng tôi xin được nói về họ, những chiến sĩ song pha nơi tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19. Đà Nẵng, 23 giờ đêm. Phố phường đã chìm dần vào giấc ngủ. Đó cũng là thời điểm những chiến sĩ công an nhận nhiệm vụ có mặt tại điểm nóng COVID-19 để truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Trong bộ đồ bảo hộ, Trung úy Lê Duy Khang và Đại úy Hán Vũ Phi Lăng len lỏi vào từng kiệt hẻm nằm sâu trong khu dân cư, quyết không bỏ sót một trường hợp nào không thực hiện khai báo, sàng lọc y tế. Một khối lượng lớn công việc được đặt ra lúc này, từng cán bộ chiến sĩ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba sức lực, là những chiến sĩ công an đã từng trở thành F1 và phải tự cách ly bản thân bởi nguy cơ nhiễm bệnh luôn thường trực. Khó khăn nhất mà lực lượng công an phải đối mặt đó là khả năng lây nhiễm của chủng COVID Delta rất là lớn. Vì vậy, bản thân chúng tôi phải luôn luôn có những cái phương pháp bảo hộ để bảo vệ bản thân trước tình hình dịch bệnh. Và thứ hai là những cái ca truy vết rất là khó. Dường như là người dân họ chưa hiểu hết được cái tình hình dịch bệnh nó nguy hiểm như thế nào, để họ vẫn còn rất nhiều là trường hợp ra đường không có lý do, cũng như là cố tình vi phạm, và bắt buộc những trường hợp đó chúng tôi phải xử lý rất là kiên quyết để hạn chế thiệt hại, hạn chế mức thấp nhất cái tình hình lây lan dịch bệnh trên địa bàn phường. Hơn một tháng qua thì chúng tôi đã phải trực chiến 100% tại đơn vị. Hầu hết anh em thì cũng vợ con cũng nhiều nhưng mà không có ai được về thăm hết. Có những anh em phải về nhà lấy đồ dùng cá nhân nhưng mà chỉ đứng ở ngoài cổng và gọi vào và chờ vợ đem đồ tư trang cá nhân và treo ngoài cổng rồi anh em mới vào lấy được. Nhưng mà thì với tình hình này thì anh em cũng hết sức là vất vả. Hầu như là chưa có một đêm nào là anh em có được giấc ngủ tròn cả. Giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau một đêm dài truy vết. Những lời động viên tinh thần lúc này như xua tan bao mệt mỏi. Động lực từ nơi hậu phương, nơi có bố mẹ, vợ và con luôn dõi theo, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người lính, người chiến sĩ công an vững vàng chiến đấu với đại dịch, dẫu biết rằng cuộc chiến này vô cùng khốc liệt. Mà thấy trên TV báo đài nữa thì là thấy những cái chiến sĩ hy sinh nữa thì cô rất là xúc động, mà cô rất là lo lắng cho tính mạng của con trai mình á. Nhưng mà mình cũng phải nén đau thương lại để mà mình động viên con mình cũng làm chỗ dựa tinh thần để cho con hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên là mình cũng phải động viên con hết mức. Và ở nhà thì mình chăm sóc con cái như là vợ, động viên vợ con để cho con mình hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà thật tình trong lương tâm người mẹ lúc nào cũng lo lắng hết. Tôi cũng là cái người mà thực tế là cũng đã đứng ra bên chạm chốt rồi thì cũng thấy sự này rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà tôi vẫn động viên con là cố gắng là thực hiện cho nó đầy đủ về chức năng. Thứ hai nó là cái phòng tránh là tốt, phòng máy trước là cho mình. Thứ hai nó là để rồi giữ gìn được sức khỏe, để rồi đẩy lùi dịch bệnh càng nhanh hơn càng tốt. Đêm lạnh, những cơn mưa bất chợt đang dần nặng hạt thêm. Những bước chân người lính đang khuất dần vào đêm tối tĩnh mịch. Những bước chân thầm lại, hy sinh vì bình yên cuộc sống của nhân dân.